Rồi trưa này á, ăn món canh chua. Cái này không phải món canh chua, món lẩu. Lẩu canh chua. Trong đây có thơm, giá, sú, cà chua, với là thịt. Rồi quay khung cảnh xung quanh nữa. Bữa nay á, mua cái bó kiểm về làm cái dàn ổ qua này. Xong.